Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì mình tên là Hiếu. Ở clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là thêm vào đây. Mình sẽ ra lại trang chủ ha. Mình sẽ ra lại cái trang của mình. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn thêm vào danh mục của sản phẩm. Thì là danh mục của sản phẩm là mấy cái này nè mấy bạn. Categories ha, là danh mục của sản phẩm. Thì để thêm vào danh mục của sản phẩm á, thì các bạn làm với mình như sau. Ở đây nè, mình có là category option nè. Thì ở đây mình sẽ chuyển cái từ category option thành tiếng Việt ha. Ở đây thì ở đây là cái sidebar nè. Mình sẽ vào là admin, sau đó mình vào ink, sau đó mình vào sidebar ha. Ở trong cái sidebar này á, mình sẽ chuyển cái category option này thành là get act. Đây nè, mình có các act nè. Đó. Ở trong cái các act này á, đây là nó ở đây mình có sẵn những cái form ha. Là thêm vào category nè, rồi category list ha, mình có sẵn những cái form này rồi. Các bạn chỉ cần là chỉ cái đường dẫn đúng thôi ha. Ở đây là tạm thời là nó sai nè. Đây category list nè, danh sách category ha. Rồi, category add category ha, nó sai ở chỗ là ví dụ như là cat add thì đúng ha. Đó. Rồi, mình sẽ chuyển lại thành là danh mục sản phẩm ha. Danh mục sản phẩm. Tiếng Việt cho mấy bạn dễ hiểu ha. Đây là cat add. Các bạn chỉ đường dẫn đúng ha. Nè, cat add đây. Rồi, thêm danh mục. Ở dưới đây là danh sách danh mục ha. Ở đường dẫn này là đúng ha, cat list, ở bên này cũng cat list ha. Danh mục sản phẩm ha. Rồi, qua đây các bạn refresh lại. Đây, danh mục sản phẩm. Ở danh mục sản phẩm đây, thêm danh mục đây ha, đúng rồi ha. Danh mục sản phẩm đó. Thêm danh mục, rồi đúng rồi ha. Ở đây là mình enter category name thì các bạn đổi thành là làm ơn thêm danh mục sản phẩm ha. Rồi các bạn ra đây các bạn refresh lại. Rồi đúng rồi ha. 3 chấm. Ở đây các bạn cho mình cái name. Cái name này gọi là cat name ha. Category name ha. Rồi. Rồi thì các bạn qua lại cái cơ sở dữ liệu, các bạn tạo cho mình một cái bảng mới, đó là chính là bảng table category ha, table category. Mới table category. Rồi, table category. Ở đây là cat ID. Ở dưới là cat name ha. Thì cái cat name này các bạn cho va chat 255. Cat ID này các bạn cho tự tăng ha. Tự tăng. Rồi, các bạn ghi lại. Khóa chính tự tăng ha. Rồi, sau khi các bạn tạo được cái cột mà table category rồi á, các bạn cái table category rồi á, thì các bạn sẽ làm cho mình những bước như sau. Ở đây thì thêm danh mục. Đó, các bạn việt hóa lại hết ha. Thêm danh mục. Rồi, ở trên đây thì ở dưới đây thì các bạn gọi cho mình hai cái, đó là file. Ở trong cái lát này ha, thì lúc trước mình đã tạo là một cái lát là admin chuyên xử lý cái việc mà admin login ha, admin đăng nhập. Thì ở trong cái class này các bạn tạo cho mình một cái class mới, đó là category. Class này chuyên đảm nhiệm ha những cái danh mục sản phẩm ha, những danh mục sản phẩm. Rồi các bạn mở class này lên, class là admin login lên, các bạn copy paste qua đây cho nó tiện ha. Sau đó các bạn là sẽ xóa cái session này, rồi xóa cái session luôn. Cái category mình không cần session ha. Cái category mình không cần session. Ở dưới đây các bạn ghi là đổi tên là admin login là category ha. Mình là bây giờ là cái class này là class category ha. Đó, chứ không phải là cái class admin nữa. Rồi class category. Cái này là các bạn để nguyên ha. DB format cái này các bạn để nguyên, nó sẽ lấy là dữ liệu và nó lấy ra format giữ nguyên. Ở đây các bạn ghi là insert
cái curry ha. Cái này là mình copy rồi mình sửa lại ha, những cái nào mà cho nó tiện á. À, ở đây các bạn xóa đi, các bạn là insert curry rồi mình chỉ cần một biến thôi, đó là biến là cat name ha, cái biến cat name. Rồi ở đây các bạn sửa lại cho mình là cat name, xóa cái này đi, mình chỉ cần một biến là cat name thôi, tại vì trong cái table của mình á là chỉ có cần một biến cat name thôi, còn cái cat id này tự tăng rồi ha. Rồi mình chỉ lấy cat name thôi. Rồi ở dưới đây là cũng vậy luôn, mình xóa một dòng đi, xuống đây cũng là cat name, rất là dễ dàng ha. Đây là mình làm nhanh ha. Rồi các bạn nếu mà xem những cái clip của mình ở bài trước á, là các bạn hiểu ha. Còn các bạn mà sọc sọc vô ngang á, xương á, thì các bạn sẽ, mình nghĩ là các bạn sẽ khó lòng mà hiểu ha. Nếu chống chống gì chống cat name ha, nếu người dùng mà không có cat name, không có gửi qua thì gì, cat curry. Nếu chống cat name thì must be not empty ha, must be not empty là không được bỏ trống ha. Rồi must be not empty. Còn L không thì gì, không thì insert ha, câu lệnh insert các bạn sẽ ghi vào câu lệnh insert đây. Rồi đây tạm insert, rồi insert đây ha. Nếu insert category, rồi nếu đúng thì các bạn insert vào, mà nếu insert mình sẽ xóa cái câu lệnh này đi, L này đi. Rồi ở bên đây á, ở bên cái cat add này thì các bạn sẽ gọi cho mình include, đó là gì, include đó là trang class category ha, include class category ha, include classes category ha. Rồi dưới đây là fb tiếp, các bạn sẽ copy cho mình là mình sẽ copy từ cái trang login ha, mình sẽ copy nguyên cái phần này, copy qua đây. Rồi các bạn chỉ cần việc sửa lại thôi ha. Class này là mình đặt tên là let cat ha. Rồi mình đặt theo cái tên category, mình class mình là category, mình sẽ new category. Đó. Nếu server bằng port ha. Ở đây là action form. Form các bạn thêm cho mình là action bằng port ha. Port action bằng gửi tính trang này, xin lỗi mấy bạn là gửi chính trang này cat add.php, và phương thức là post ha, phương thức là post. Đây post thì các bạn sẽ lấy là cat name ha, cat name. Rồi cat name ở đây là insert cat, thì đây là cat đây ha, cat bạn chuyển xuống đây, sau đó là các bạn thêm cho mình là, mình sẽ lấy cái hàm là đây, cái hàm mình thêm ở cái hàm ở chỗ cái lớp category này là insert category ha. Đó, mình gọi cái hàm đó ra, sau đó mình truyền vào một biến, đó là cat name thôi ha, cat name. Mình sẽ lấy cái cat name này xuống, mình truyền vào đó. Rồi sau khi các bạn làm xong rồi á thì rồi sau khi các bạn làm xong như vậy rồi á, thì các bạn qua lại cho mình là category. Sau đó là các bạn sẽ làm như sau. Ví dụ mà chống category á, thì nó sẽ là category must be not empty ha, là không được nên chống. Và các bạn sẽ xuất ra cho mình là let lên. Nếu mà không chống category á, thì các bạn sẽ insert ha. Các bạn ghi câu lệnh insert into gì? Into table category ha. Đó, đây table category là cái giá trị là gì, value đó, giá trị là gì, thì mình sẽ insert vào table category là table có tên là cat name ha, table có tên là cat name đây.
một giá trị là đây, giá trị là mình đã lấy được đó chính là khách name ở trên đây ha, khách name. Rồi sau khi xong rồi câu lệnh dưới là insert ha. Rồi insert khách name. Rồi các bạn ghi là nếu mà kết quả ha, nếu mà kết quả bằng đúng á, nếu đây là kết quả nè, nếu mà các bạn chỉ có nếu biến không á thì nó tự hiểu là kết quả bằng truth ha, nếu kết quả bằng đúng ha. Nếu mà đã insert vào á thì sẽ xuất hiện là một câu alert là bằng, ở đây là mình cho mình styling cho cái dòng này ha, span. Rồi đây là span, class của mình là ví dụ như là thành công đi, class của mình là success. Success. Rồi là thêm thành công, thêm danh mục sản phẩm đi, sản phẩm không mình thêm tiếng Anh đi ha, đã lỡ tiếng Anh rồi là insert category successfully đi, successfully. Rồi return ở chỗ đây là trả về learned, còn không á L, nếu không insert được á thì là sẽ trả về là category insert category not success ha, not success là không thành công ha, not success. Rồi cũng trả về luôn. Ở trên đây thì mình cũng cho cái span này cho nhìn nó đẹp ha. Rồi check span. Rồi ha. Rồi để coi mình kiểm tra lại coi có thiếu gì không. Ở trên form này thêm danh mục thì mình sẽ thêm một cái đó là PHP. Nếu ha, nếu set, nếu tồn tại cái này ha, insert cat. Nếu có insert cat á thì echo insert cat ha. Insert cat luôn. Rồi bây giờ mình ra là mình thử ha, mình thử thêm danh mục là Dell, save đó, insert carry thành công ha, các bạn vào cơ sở dữ liệu các bạn coi ha, đó Dell. Còn ví dụ như là các bạn ví dụ như mình di chuyển cái câu lệnh if thông báo này xuống xuống cái chỗ div này đi, div block này cho nó coi nó đẹp không. Nếu các bạn bỏ trống các bạn xem nè, đó category must be not empty ha, category must be not empty thì các bạn sẽ vào cho mình là cái CSS để các bạn styling cái bài cạn thêm cái last success này với cái last error, có nghĩa là cái last lỗi ha. Đây để chuyển lên đây ở trong cái CSS style CSS đây, admin của CSS đây ha, layout. Rồi các bạn tìm thử coi mình có cái class success chưa. Mình chưa có class success thì ở đây mình thêm đại một class success nằm ở phía dưới cùng này ha. Thì cái class success này á các bạn thêm là succeed, đọc tiếng Anh hình như nó là succeed, succeed và error ha, succeed và error. Rồi cái class này các bạn thêm là font size, bạn cho là 18 pixel, color màu các bạn cho màu mà thành công là màu green ha, màu green. Còn đây cũng không sai 18 luôn nhưng mà màu thành công nó là màu đỏ, red, màu cảnh báo ha, lỗi ha. Rồi các bạn ra đây các bạn refresh lại thử coi. Đó, category must be not empty. Đó, cũng màu đỏ ha. Đúng rồi ha. Rồi ví dụ như các bạn thêm thành công thử coi. Dell rồi thêm là HP. À, cái đó là brand rồi. Xin lỗi mấy bạn, cái này là brand. Mình sẽ xóa bỏ này đi. Ở đây là mình có là desktop nè, laptop nè, mình thử ha. Laptop. Laptop save. Đó, thành công. Rồi desktop.
top save. Đó, thành công ha. Đó, là clip này mình đã hướng dẫn cho các bạn thêm thành công một cái danh mục sản phẩm ha. Thì ở clip sau mình sẽ hướng dẫn tiếp cho mấy bạn thêm về cái phần mà danh mục sản phẩm. Mong các bạn đăng ký kênh của mình và theo dõi mình ha, để có thể mà xem những clip sau, để có thể hoàn thành cái dự án website bằng hướng đối tượng. Xin cảm ơn mấy bạn.